Xin chào các bác, chào mừng các bác đã đến với kênh YouTube của Phèng. Nay Phèng đưa các bác lên thăm nhà bà với cả 5 cháu. Hôm trước Phèng với cả đội thợ xây cũng có bàn nhau về cái làm cái cửa chính của cái ngôi nhà. Thì theo như các bình luận ở trên mạng xã hội thì bây giờ có thể là làm theo hai cách. Một là làm như Phèng nói thì mẫu nhà rất là đẹp, bởi vì lệch sang đây một tí và cửa sổ ở đây. Đấy. Còn hai thì Phèng cứ làm cửa ở giữa và làm thu hẹp lại là 1m6 đấy, không làm 1m8 nữa. Thì bên này vẫn để một cửa sổ nhỏ để cho bà có thể là thi thoảng mở ra mở vào. Đấy. Đấy là Phèng mong muốn là làm như cái Phèng nói cơ, bởi vì Phèng đã nghiên cứu qua rất là nhiều các bác các làm thợ xây nhiều năm. Đấy, các bác cũng có liên hệ Phèng Phèng, có những bác rất là chân thành, 20 năm làm thợ xây. Đấy, bác bảo là làm như cái thế là rất đẹp. Đấy. Và bây giờ thì Phèng xuống nhà của con trai của bà hỏi thử xem là anh Sự đấy, anh ấy có ý kiến gì không. Cũng làm nhà thì thực sự với các bác là mình làm thì không phải để mình ở đấy, mình làm cho bà con ở thì làm thế nào cho người ta cảm thấy tư tưởng thoải mái nhất thì mình làm đấy. Còn cái việc là phong tục tập quán đấy các bác, những cái gì đó là cổ hủ, nó không đẹp thì mình phải bỏ như cho người ta đấy. Cũng giống như của nhà người ta làm về cái cột nhà ấy, đấy, bỏ đi rồi. Anh Sự ơi, anh Sự ơi, à Sự ơi, không thấy có tiếng động gì. Anh Sự ơi. Chắc không có ai. Không, không thể có nhà các bác. Chắc là đi lấy ốc lấy ếch gì về bán hay sao. Thời tiết nó lại âm u rồi các bác. Chỉ cầu mong nó lắng cho một thời gian nữa, khoảng tầm chục ngày nữa là nó hòm hòm. Chào em nhá. Bố không ở nhà. Thế à, vừa nhìn thấy cái bóng đen đen ở kia không phải ông ấy à? Thế em à? Vừa nãy thấy cái bóng ở kia. Ai à, có thợ xây mới có đội khác rồi. Thế bố đi đâu rồi? Em mới chẳng biết được, bố hôm nay đang ở đấy mà chắc đi lên sang bên trên mẹ bán hàng kia à. Thế à? Gặp bố em khó phết nhỉ. Úi. Đâu? Úi, gọi sang đây anh nhờ tí. Vừa đi qua một vòng nên không thấy đâu. Thôi, kệ ông ấy, ông khác sang bên này các bác. Lại à? Ai nhìn cô này cao thế nhỉ? Chào nhá. Chào các bác nhá. Giờ nhanh thế nhỉ? Được mấy mét rồi? Được gần 3 mét đấy. 3 mét 1 hay 3 mét 2 hay 3 mét 3 thu lóc? 3m2 cho bằng khẩu đi. Xong là hôm qua tình hình như nào rồi? Hỏi Trắng ạ. Cũng hỏi anh ấy, anh ấy bảo là anh con trai bà ấy, bà bảo là cửa là vẫn để ở dưới nhưng mà để anh lên xem. Được, đây. Chào bác con. Vẫn còn ở nhà không? Cửa sổ này để làm cái mí nhá. Vâng, cái mí cửa cho nước nó đỡ hắt vào. Em sang cầu đó xong mới để mí ở trên. Đổ chưa? Em không. Em bắt ván xong là em đặt thép sang đúng không? Đặt thép xong là đổ xong xay luôn mà. Gọi thêm thép nhá. Vâng vâng, để em gọi rồi. Tí anh Trung được trở lên này. Tí đã trở luôn à? Tí trở lên. Đặt mấy cái mí cửa sổ. À, vừa thấy anh thấp thỏm ở kia mà lại không thấy đâu. Đi lấy cỏ trâu dưới kia. Cỏ trâu á, em vừa đi qua nhà anh thì anh đây. Anh gửi đây, từ em hỏi chút là bây giờ về cái cửa chính ấy. Đâu anh hỏi cho. Nghe gọi gọi mới quay về. À, nghe em gọi mới quay về à? Vâng. Đây, anh em nó đang để cửa đây chờ đây. Anh muốn làm cửa chính kiểu gì? Cửa chính lệch về bên này hay là làm về giữa hay như nào? Là dưới này. Làm giữa à? Kiểu dân tộc Mông của mình thì kiểu có mặt thờ với lại cửa này phải có cái tấm vải đỏ ở trên này thì
vậy mùng bim lại không là. Ừ. Thôi được rồi, bây giờ Lư ơi, xuống đây anh em thống nhất tí nào. Anh thấy làm nhà như này được chưa? Được rồi. Đẹp không? Tốt đó. Tốt lắm à? Ừ. Đẹp hơn cái nhà anh xây cho con đấy chưa? Ừ. Tốt, phải cười, phải sang giúp. Thế bây giờ nhá, cho mọi người là tư tưởng là cùng thoải mái. Vâng. Bởi vì làm nhà là làm cho bà. Vâng. Và ở. Đấy, làm nhà này thì cũng đã thống nhất với ở bên chính quyền rồi. Vâng. Là làm nhà này là cho bà ở này. Vâng. Hết bà thì đến các cháu ở. Vâng. Đấy, không ai được xử lý cái chỗ này bởi vì làm đất này đã có giấy tờ rồi đúng không? Vâng. Đấy, rất là trân trọng cảm ơn anh bởi vì cái đất này anh cũng đã cho. Vâng. Đấy, cho bà, hiến tặng cho bà. Thì bây giờ cửa sổ như này thì nằm ở giữa em ạ. Không làm 1m8 nữa. Em làm 1m6 và để anh một cái cửa sổ góc kia. Vâng, vâng, vâng. Đấy, vẫn để một cái cửa sổ bé bé thôi. Vâng, vâng. Đấy, không làm cái cửa sổ to như kia nữa. Vâng, vâng. Làm to như kia. Ừ. Nó cùng kích thước. Cùng kích thước nó đẹp. Vẫn thế được rồi nhá. Bây giờ như này này. Để vẫn để cửa sổ cho anh, thoải mái tư tưởng chưa? Vâng, vâng. Vẫn để một cái cửa sổ chỗ này. Cho nó à. Cho thoáng nhà. Thoáng. Ừ. Có bác bảo là Phen bây giờ làm 1m6 hoặc là nhỏ hơn nữa, làm hai cửa sổ ở hai bên. Nhưng mà thực sự các bác là hai bên thì nó hơi nhiều quá, cho nên nó không lên. Còn đâu các bác bảo là chẳng ông nào làm lệch như Phen Phen, chính nhà của bà Roán này, cái bà mà anh dẫn em đến này. Đúng. Lệch đúng không? Là nó làm lệch như thế thật. Ừ, là bà con người Tày ở trong cái khu vực Tùng Bá đấy. Đấy, bà con xây là đều lệch hết như này. Nhưng mà bà con người Tày thì phong tục khác. Ừ, đấy, tầm mong thì khác. Ừ, thì em thấy là nó cũng hợp lý bởi vì đọc 80% đa số bình luận các bác là bảo bây giờ làm thế nào cũng được. Đấy, thì em ghi nhận những ý kiến đóng góp của các bác từ trên mạng xã hội. Mình làm bây giờ tất nhiên là mình làm cho mọi người nhưng mà các bác cũng phải xem được, cũng phải thấy nó đúng. Bảo ông làm lung ta lung tung chết. Đấy, thế là em ấy nhá, hôm qua các đăng video còn chưa dám bảo em làm, bây giờ bảo ấy. Bây giờ tí nữa em đo ở giữa, chia đôi 2m5 ra, đặt cửa giữa, bên này em để cửa sổ. Với cả cái xà ngang, cái vì kèo ấy. Rồi. Không làm ở giữa nhá, lệch sang một tí. Cái nào nhỉ? Cái vì kèo giữa cái nhà ấy. À. Cái xà ngang. Cái này. Không. Em hai bên này thôi. Không, nó vào giữa này thì nó vào cửa nó nhìn xấu. Đúng rồi. Với cả là nó có một chút gọi là để thảo cái mặt thờ nó lại không là là tín ngưỡng, là cái xà nó đặt ngang thôi. Thì mọi người ở trong nhà thì nó không ấy lắm. Đúng rồi. Nên là đây để em sẽ để một cái đây với một cái đây. Ừ. Ở giữa này là nó sẽ không kiểu cái sạc cái nối nhau ở trong ở giữa. Đúng rồi. Đấy là em cũng phải tôn rồi xà như nào thì cũng phải báo chung nhá. Vâng. Để ấy nhá. Thế đấy em báo chung. Ừ. Anh chung. Đấy đây, anh đi vào đây cùng với mấy anh em xem là thợ xây anh nhà gần đây, anh em thợ xây cũng người Mông. Vâng. Đấy, thi thoảng sang đây động viên tinh thần nói chuyện với các anh em. Vâng. Đấy, thi thoảng kiếm cho anh em cốc nước đun cho anh em ấm nước chè ấy. Vâng. Đấy, kiếm nước sôi liên tục ấy. À thế à? Đây cái này chắc không phải nước sôi rồi. Thử nó. Cái này nước gì? Nước lọc. Thử một cái. Nước lọc à? Vâng. Ông Sự uống đây. Anh Sự uống đây. Có rồi, uống rồi. Đây. Này rót cho anh chén nước lọc. À. Nước lọc các bác. Nước lọc không phải nước ấy đâu. Nước cốt này. Rồi nhưng mà lấy cái đáng nhẽ uống phải uống bằng bát chứ. Ừ. Cảm ơn nhá. Ừ. Cảm ơn các bác nhá. Đáng nhẽ là mình phải lấy cái cốc to uống, lấy chén này nó nhỏ. Giờ này không uống được. Nước lọc. Nước lọc thì phải uống. Nước lọc uống đi. Không uống được. Uống đi. Nước lọc cơ mà. Nói thế không uống được. Thế thì lần sau phải nói đúng nhá. Nhưng mà nước này. Cái này là nước gì? Nước là cấp. Nước gì? Nước lọc cũng như lọc cũng là nước lọc. Ông điên tha đi tiên. Rượu thì nói là rượu. Rượu thì vẫn là nước lọc mà. Bây giờ nước lẽo. Giờ này không uống được. Tưởng bốc phét thì cho thêm vài chén. Anh cầm sang mà tí nghỉ ngơi trưa hoặc là tối anh em mệt mỏi thì uống 2 ly. Cái này là thực ra ấy, là phải biết nó là phong tục, kể cả bà con đi bản, nhiều bà con đi ra ruộng ngô, đi ra ruộng lúa hoặc là việc gì người ta cũng cầm ấy đi, nước thì người ta không cầm. Vâng. Rất là quý. Anh đây là anh em là hạn chế uống là được. Giờ làm không uống đâu. Một buổi sáng uống một chén thôi. Uống một hai chén lại đau lưng. Đỡ khát nước. Anh
anh sự anh xem là đấy anh em xây như này đấy thế có bị là... trùng mạch không, có thẳng không, có cái này là chuẩn nhất rồi đấy. Thẳng đẹp ừ. Anh là sang là theo dõi chủ yếu ông này này. Ông ấy xây hơi cong. ông anh tin tưởng anh ấy à, tin tưởng nhất luôn nhỉ. Nhưng mà hôm nay anh em mình này A Sự ơi, hỏi thật này, tiếp nhá, lại phải nói thật nhá. Báo ơi, dạ, hôm trước cái góc mà kia là Báo xây hay là anh Sự xây? Cái nào anh? Cái góc này này. Góc bên kia, cái góc móng. Ông Sự không được nói, đứng. Đấy, cái góc đằng kia kìa. Ai xây? Anh Sự xây đúng không? Đây, cậu xuống đây với tớ. Đấy, cậu xuống đây. Đừng có nhìn mặt ông Sự. Nói chuyện không phải nhìn mặt tớ. Thì đây ra này. Đấy, không nói tiếng mông ngay à. Ông Sự nhá, ông chơi nhắc bài, ông liệu hồn nhá. Không, không phải không. Đừng có nói, đi, trật tự. Đấy, trật tự. Đây, quyết định bốc phốt đại ca Sự. Đây, cái chỗ này. Cái móng này này. À. Móng trước ai xây? Móng này thì đằng trên này thì em xây móng đá ở dưới kia thì em cho gạch thì trước thì không tính gió xong là bảo là xây gạch nằm xong là xây vào trong một tí xong là về sau bảo là thôi được rồi ai ý là ai xây chỗ này thì bên dưới này anh Sự xây đấy đi về Sự béo bên dưới đấy bên dưới chân bên dưới chân lại bắt đầu lại thôi đừng có cãi nữa thôi Sự ạ à. Mình xây cái chỗ kia xây theo có đấy này. Thì đằng trên này thì đằng trên đầu này thì như này sai. Mình trên đầu này thì em sai. Cái quan trọng là mình sai thì mình phải sửa, mình sai là mình phải rút kinh nghiệm, mình không được cãi, không được giấu dốt. Mình nói sai, mình sai là mình phải sửa. A Sự vào đây, đây anh đi với em tí. Đã hình dung ra cái mẫu nhà chưa? Cái nhà anh hình dung ra chưa? Hả? Đã hình dung ra cái nhà cho bà chưa? Có rồi. Nhìn nó đơn giản như này thôi, mấy nữa làm lên lợp mái lợp biếc nó mới to mới rộng cả đây sân bán mái. Đây anh thấy chưa, phòng này đấy, một phòng. Phòng này to đẹp không? Đẹp đấy. Làm như này là đẹp lắm rồi, cảm ơn là các chú lắm đấy. Bây giờ mình làm mình phải thay đổi kiến trúc thì một tí cho nó thay đổi, mấy nữa bếp là anh nhà anh có cái sự thay đổi nữa cơ. Như này là rất là cảm ơn các chú các bác xây đẹp lắm đấy. Đấy đây này, cửa sổ đấy là như này rồi. Đây hai phòng bên kia nữa. Phòng nào cũng rộng rãi thoải mái. Là cửa là mấy cái phần chấn xong cửa sổ ấy. À em bảo anh một chút. Đây. Mấy cái cửa sổ này này. Tạm thời ấy, mấy nữa là có cái chấn xong bằng sắt. Là chấn xong thì có rồi. Anh xem là mấy cái cây gạo hôm trước ấy, mình cắt xuống mình xẻ ra thì có làm được cái cánh cửa không? Làm cái cánh cửa sổ ấy. Cái cánh cửa thôi. Cánh cửa. Còn đâu cái chấn xong bên này là có rồi. Anh có làm được cái giúp bà cái cánh cửa không? Có. Thế thì anh giúp em cái cánh nhá. Mấy bộ cánh? Đây một bộ này. Hai bộ này, ba, bốn bộ cánh. Nó đơn giản thôi mà anh chỉ lấy mỗi một cái cửa này làm cái, hai miếng. Hai miếng không gỗ bên này. Mở ra, mở vào. Hoặc là một cánh được. Nhưng mà em nghĩ là làm hai cánh đẹp hơn. Mở ra như này. Rồi mình làm không quên, mình không biết làm thôi. Thế à? Không. Có gỗ không? Gỗ thì có. Ông nào biết làm không? Để đi hỏi cho nó ai biết làm. Đây là không quên, chưa làm. Chưa là qua cái này mình không biết làm. Mình có gỗ rồi thì nó sẽ rẻ hơn. Thì là anh xem là có ông thợ nào làm được thì bảo em. Đấy. Còn chỗ này nữa các bác. Đây, chia sẻ với các bác một chút chỗ này. Hôm trước cũng rất là nhiều các bác nói. Đây, cái phần này thì các bác bảo là ông Feng ông làm nhà tắm nhà vệ sinh lại quay về đây. Đấy, nhưng mà thực sự với các bác là không còn cách nào rồi. Đây thì bên cái bên trong này đấy, tận dụng là làm nhà tắm bên trong này. Đấy, nhà vệ sinh bên này. Đấy. Còn bếp ở đây ở dưới xuôi cũng thế thôi mà chính bản thân nhà Feng ở thành phố ấy có 4 mét nên là vẫn phải làm như thế. Đấy. Nhà tắm ở phần bên trong này, tắm ở trong này, nhà vệ sinh bên này ở góc này. Thì để làm cái nhà vệ sinh ở góc này thì để nước nó thoát ra này. Còn đâu nếu mà đổi sang ấy, đổi ngược sang ấy thì nó lại hơi khó chút các bác. Nếu mà đổi vào trong này ấy, đổi vào trong này thì một cái phần là ống nước nó đi rất là rích rắc là một này. Thứ hai là không biết là đầu kia làm bầu lò ra cái đầu này đấy, làm cái bầu lò ra đây này các bác này. Nếu mà đổi bên này sang ấy, thì cái bầu lò lại nòi ra này thì rất là xấu, không ai làm thế. Lại không nhìn xấu. Thì mình làm như này là hợp lý nhất rồi, bởi vì địa hình các bác. Làm như này thì mình này nhìn cho nó thẳng tắp luôn. Thì đây bên này
một cái ô nhà vệ sinh nhỏ nhỏ bên này thôi. Vâng. Bé hơn nhà tắm, nhà tiếc, các thứ nó rộng rãi. Vâng. Rồi để xô chậu giặt chiếc ở trong này. Còn ở chỗ kia thì làm cái bầu lò kia. Vâng. Mấy hôm nữa thì anh em nó xây lốt cái bức này lên thì anh ấy nhá. Anh đổ đất về cho em nhé. Vâng. Để mấy ông nó xây ở chỗ này xong mới đổ. Ừ. Bây giờ đổ trước thì lại vướng. Lại vướng, chính xác. Vâng. Đấy. Đất đây có nhiều, đổ nhanh. Đấy, tính ra là anh cũng rất là tốt chứ có phải ấy đâu. Chẳng qua là hôm nào ngất rượu không biết nói chuyện kiểu gì. Cái hôm ấy thì quá say rượu thì. Nhưng mà cái ông em ở với bà ông cũng không thấy có trách nhiệm gì nhỉ? Chả thấy nó ở đây đâu. Nói chung là như thế thì khổ bà, khổ các con. Ờ. Thế vợ được. Của ông đấy là cũng không ấy à? Không về nữa. Vợ thì bây giờ đi bán dưa ở cua. Vợ của ông kia cơ, không phải vợ của anh. Chẳng biết nó đi đâu rồi. Bỏ lại bốn đứa con. Ừ. Bỏ cả chồng luôn. Nghe là lại đi Trung Quốc xong rồi. Bà đấy có sinh không? Có chứ. Ôi trời, thế bà ấy bỏ đi là đúng. Ừ. Ông uống rượu. Đây anh vào đây với em tí. Bà kia sinh gái lắm. Sinh gái lắm à? Ừ. Cứ tốc độ này thì chẳng mấy mà xong đâu nhỉ. Thằng em này tên gì nhỉ? Quên. À Dũng. Ừ. Tóc dài đúng không nhỉ? Tóc dài ngoằng luôn. Hôm qua Vân nghỉ xong là anh lại xuống chở Dũng lên. À thế à? Bởi vì Vân đi riêng mã, vợ Dũng, Vân đi làm thuê, còn Vân nhà thì anh chở Vân đi về, xong là sáng nay anh đưa Dũng lên làm. Thế Dũng là không biết nhà đâu mà phải đón lên. Không biết đi xe, không có xe. Biết đi xe đúng không? Nhưng không có xe thôi đúng không? Không có xe. Bảo không biết đi xe, nó còn đi thuộc sắp đua công thức 1 được rồi. Phóng tít mù khơi luôn. Đây cửa sổ các bác. À cửa đi vào, đây một cửa, đây bên này một cửa. Đấy, rất hợp lý, đẹp. Đây một viên ra. Bên này cũng một viên. Hôm nay là lên đến đấy xong là xây sang à hay là lên đến đây xong là xây. Để đấy xây. Xong là sang tường rồi đúng. Ừ. Cứ bằng khẩu cửa sổ xong là bằng khẩu hết xong là làm một liều. Nữ ơi, dạ. Em gọi tấm tôn đi. Thì anh bảo rồi, anh bảo là lấy tôn tôn xanh rồi với cả lấy mấy cái miếng kiểu chống bão nhá. Cái mấy cái rằng ở đầu cột là một cái mấy cái miếng lẹp ấy, ở trên đi chống bão. Không biết cái đấy à? Em không biết cái đấy. Rồi, anh không? Cái lẹp ở trên. Để chống bão nó đỡ bị tốc mái đây nè. À, cái nẹp, cái gọi là cái khóa nẹp, nẹp kia. Yeah. Đúng rồi. Đấy. Để mình lẹp vào cho nó đỡ bị đỡ gió bão. Gió bão. Đỡ được mạnh hơn, đỡ tốt hơn, chịu được tốt hơn. Đấy, làm như này các bác chả khen vỗ tay ầm ầm đúng không? Tráng a sự nói chung là gánh chịu nhiều drama nhất luôn. Đâu cho em mượn cái mic vào nói chuyện với anh Sự tí nào. Cho các bác hạ hỏa tí với Sự. Sao A Sự một mình bác giáo ghê. Đâu có gì muốn nói với các bác ấy, nói đi. Thì kể vào đây anh nói cả ngày cũng được mà. Thôi được, anh cứ nói đi. Thì cũng không biết nói gì. Bây giờ em bảo anh nói gì thì anh nói rồi. Thì chào các bác thôi. Thì lúc nãy em đến đây là anh chào các bác rồi. Vừa chào xong. Nhưng mà lại chào tiếp à? Ừ. Thôi xin chào tất cả các bác nhá. Là ba anh em nói chung là cũng tăng tốc công việc. Còn tăng thêm người thì cũng không tăng được. Bởi vì tăng thêm người thì công việc như thế này thì cũng không biết tăng. Ừ. Còn tăng tốc thì anh em làm 12 giờ mới nghỉ thì có lúc 12 giờ mới nghỉ, nghỉ xong là ăn cơm xong làm luôn đấy. Kiểu tan tóc, sợ tiến độ nó chậm thì kéo thời gian dài thì không an toàn thì cố gắng để nhanh một chút làm ngôi nhà cho bà. Mỏi tay quá. Thôi thế thôi à? Để cho anh gặm mồm luôn. Không, em bảo là hôm nào cũng bảo là fan quay video phải cho anh nói chuyện với các bác tí. Nhưng mà anh vẫn muốn nói quá nhưng mà không có lúc cũng có thời gian đấy. Ừ, thôi gọi anh lại làm tiếp đi. Dũng ơi, lên vữa rồi Dũng. Hết vữa rồi. Nữ ơi. Dạ.
là mấy hôm nữa là bác gia đình nhà bác Nguyên Quảng ấy, bác ấy rất là thương bà với cả các cháu ấy. Thế bác gửi thêm 10 triệu nữa để lát cái gạch lên này. Thì em gọi Trung nhá, để lấy gạch lát lên lên nhá. Anh bảo rồi đấy, thì em với cả các anh em là giúp anh là luôn về cái phần nát cái lền đấy cho bà. Ừ, quá tốt luôn rồi. Đấy, qua đây phèn cảm ơn bác gia đình bác Nguyên Quảng rất là nhiều. Thế là rất là cảm ơn đấy, bác Nguyên Quảng ấy. Chúc bác và gia đình luôn luôn gặp những điều may mắn nhất trong cuộc sống. Thế là tối hôm qua mỗi A Sự về à? Đón Dũng à? Tối hôm qua anh Sự về thôi. Còn đâu anh em ở đây hết? Anh em ngủ đây. Thế là Sự vẫn tối tối vẫn trốn về nhỉ? Anh đi đón Dũng rồi, không anh không muốn về đấy. Nhưng mà Dũng hôm lần này nên chắc phải ở mấy ngày chứ? Hay nào? Đến khi nào hết làm xong. Đâu anh cho anh xem tóc của mày. Đấy rồi. Này. Để một thời gian nữa lại dài ngoằng lên nhỉ. Quyết định nuôi à? Này em này. Ồ, cắt đi cho nó thoáng em ạ. À. Mình ở ví dụ các bác nghệ sĩ ở dưới thành phố, các bác ấy, kiểu móng tay móng chân. Các em đây suốt ngày vôi vữa nó không có thời gian gội ấy, cắt đi cho nó thoáng. Sự hát ghê. À Sự ơi. À, em phát hiện ra điều, anh ra đây, ra đây, ra đây. Anh ra đây, em bảo. Đâu anh ở đâu nhỉ, ra đây. Chạy ra đây em gì ấy? Đi nhà đây. Xây kiểu rơi cả bay để anh đi kiếm đây xong là nó giật. Ờ, anh về đây. Về đây, về đây xem là hát hò nào, hát cho bác nghe bài nào. Đấy. Đứng đây, đứng đây, đứng đây, anh đứng đây. Báo đừng thả vữa vào đầu Sự nhá. Dạ vâng. Đây, đây, đây. À. Anh hát bài tặng. Đấy, vừa hát cái bài gì, xin gì đấy. À, hát đi, làm đó. Không, không, không. Anh có hát gì đâu. Thấy yêu đời quá gì nữa. Cái gì? Bảo là khi yêu em thật thì yêu em mừng mình em thôi. Đấy rồi. À, tiếp. Khi đã yêu em là yêu em mừng mình. Ừ. Anh hát một bài tiếng Mông em nghe nào. Tiếng Mông thì không biết hát đâu. Chẳng nhẽ phải biết chứ. Em thấy là nhiều lúc là em cũng đến, nhưng mà đến đầu đường cái đã thấy hát ít ngon rồi. Ví dụ như là nhạc đi trước thì hát đi theo sau, còn tự nhiên hát được không hát được thì cứ hát thôi. Hát đi, làm bài rồi. À? Ngại quá, ngại các bác quá. Không ai ngại đâu, bây giờ sợ các bác còn bảo là Sự lắm trò. Mình vui vẻ hòa đồng nhiệt tình là cái điều tốt, không mình anh sống tích cực là được. Không, anh rất là vui mà. Ừ. Bởi vì là nhiều bác cũng xem qua kênh của anh lắm, lúc anh thích anh cũng vui lắm. Hát đi ngon mới cả. Thế bây giờ hát đi. Không hát được. Thế hát đi, làm nhanh nhanh mấy nữa đi làm cầu với em. Vào đấy lại tha hồ quay. Dạ vâng, anh em làm cầu đâu. Cầu Lùng Thiêng. Lùng Thiêng, ok. Đấy, báo với các bác là cầu Lùng Thiêng hôm qua phải nhận được rất là nhiều tin vui. Hôm trước là có cô Lê Kim Dung này, công ty Lê Kim Dung ở Tiền Giang này, công ty Lê Kim Dung thì có Má Nhị, có cô Hồng này, em Phúc này. Đấy thì hôm đấy là nhận 50 triệu tiền xi măng này. Tiếp theo đó là bây giờ còn rất là nhiều Mạnh Thường Quân đó. Thì Phi Anh sẽ nói qua và cái số tiền thì Phi Anh sẽ xin phép là giấu kín để hôm nào Phi Anh quay để chia sẻ với các bác. Thì có Má Nhi này, là quán Má Nhi Ô Môn này ở Cần Thơ là một này. Thứ hai là vợ chồng anh chị Phương Việt ở Úc này, và có chú Phước nữa này, và còn thêm một số Mạnh Thường Quân nữa. Dạ vâng. Là gửi một số tiền cũng khá là lớn. Phi Anh đang cho bên xã, kết hợp với xã thì có nhờ bên huyện, đội anh em làm về cơ sở hạ tầng ấy, bên phòng xây lắp ấy, thiết kế qua với cái mẫu cầu, sau đó nó mang xuống để thống nhất với bà con nhân dân để xem cái mẫu đấy nó đã ổn chưa, nó phù hợp với địa hình chưa, nó phù hợp với cả bà con nhân dân ở đây không. Đấy, sau đó là mọi người thống nhất xong cái mẫu đấy thì bắt đầu là cùng với cả họp bà con nhân dân giao nhiệm vụ là tôi là giúp về xi măng sắt thép đấy, làm theo mẫu này. Bà con nhân dân là phải bỏ công bỏ sức và lấy cát sỏi lên để làm. Đấy là cái phương thức là làm như thế, thì Phi Anh sẽ công bố với các bác sau, chỉ biết là báo các bác tin vui như thế. Vâng. Không hát thì trả mic cho em. Anh cũng vội làm không kịp hát.
Rồi, đi, dạ. Đi hát đi. Bây giờ là mấy giờ rồi? À, bây giờ 10 giờ 28 rồi các bác. Nay thì Phang đến quay cho các bác xem thôi, chứ cũng không có ở lại ăn cơm với các anh em được. Đấy, bởi vì chút nữa Phang lại có thời gian để đi lên trên bên trên này một tí quay cho các bác thêm. Đây. Cái khu vực này cát sỏi nó vẫn còn không bị chảy các bác. Hy vọng là thời tiết là nó không mưa nữa. Đấy. Thì video của Phang Phang hôm nay đến đây thông báo với các bác là Phang luôn luôn lắng nghe ghi nhận những lời đóng góp từ các bác. Cái nào đúng thì Phang sẽ ghi nhận, cái nào không đúng thì Phang cũng xin phép bỏ qua. Rất là cảm ơn các bác đã tham gia góp ý cho Phang về cái cửa. Phang cứ làm đến đâu là không biết hoặc là như nào thì Phang sẽ hỏi các bác. Video của Phang Phang chia sẻ với các bác đến đây thì cũng xin được kết thúc. Trân trọng cảm ơn quý khán giả, trân trọng cảm ơn các mạnh thường quân đã luôn đồng hành cùng Phang trên con đường thiện nguyện giúp bà con nhân dân nghèo. Phang xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo trên kênh của Phang. Xin chào các bác nha.